Yo, xin chào các bạn. Dành cho những ai chưa biết thì đây không chỉ là một chiếc đồng hồ mà nó còn là một chiếc đồng hồ mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc Apple Watch Series 5. Sản phẩm đã được ra mắt cùng với iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max trong sự kiện của Apple vào tháng 9 vừa rồi. Đây có thể coi là một bản nâng cấp nhẹ của Apple Watch Series 4. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ có một bài mở hộp ở trên tay nhanh và cũng sẽ so sánh rất nhanh với anh em xem là chiếc Series 5 này thì khác gì chiếc Series 4 mình đang đeo ở trên tay. Bắt đầu nhá. Intro. Thấy chưa, yên tâm, tôi vẫn giữ nguyên intro, không thay đổi tí gì cả. Nhưng mà nhân tiện thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Cellphonet đã cho mình mượn hai sản phẩm này để quay video. Nếu như các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm Apple Watch chính hãng có giá thơm nhiều quà, click vào đường link mình sẽ để ngay phía bên dưới, rất nhiều thứ đang đợi anh em đấy. Rồi, cùng bắt đầu video nào. Ok, bởi vì đây là một cái sản phẩm gọi là nâng cấp nhẹ của Series 4, thế nên là từ cái cách nó đóng hộp như này thì các bạn có thể thấy này, nó không khác gì một chiếc Apple Watch Series 4 cả. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có hai hộp. Đây là hộp dây đeo, thì các bạn nhìn hình dáng cũng biết là loại chất liệu gì rồi, thì chắc có lẽ mình không cần nhắc nhiều nữa. Về hộp của Series 5 thì nó cũng giống hệt như hộp của Series 4 thôi. Đây, Series 5 của chúng ta đây. Cái này tí nữa chúng ta sẽ nói sau. Hộp bên trong thì đây, sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi chúng ta sẽ có một cái dây sạc và một cái củ sạc. Hết, tất cả giống hệt Series 4, chả khác gì cả. Rồi, và mình vừa mới setup xong cái chiếc Apple Watch Series 5 của mình. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là trên tay nhanh cũng như là so sánh với chiếc Apple Watch Series 4 mình để ở đây. Nếu các bạn để ý kỹ thì về cái ngoại hình của hai con này thì nếu như chúng ta nhìn thoáng qua sẽ nghĩ rằng là nó rất giống nhau. Nhưng nếu để ý kỹ vào từng chi tiết một thì chúng ta sẽ phát hiện ra là nó khác nhau cái gì cả. Đấy, các bạn rất có thể khó phân biệt được đâu là Apple Watch Series 5 và đâu là Apple Watch Series 4 nếu như cả hai đều tắt màn hình. Các bạn thấy xem này, mọi thứ y hệt nhau. Đó, từ thiết kế tràn viền, vị trí của Crown Digital này, rồi cái phần mặt lưng này đều được làm từ gốm, rồi có kính sapphire, các thứ y hệt, không khác nhau gì cả. Thế nên là về ngoại hình có lẽ mình không cần phải nói nhiều nữa và mình sẽ đi thẳng vào những cái sự khác nhau của Apple Watch Series 5 và Series 4. Thì cái sự khác nhau đầu tiên và dễ nhận thấy nhất, các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình ngay bây giờ, là chiếc Apple Watch Series 5 có thêm một cái tính năng nó gọi là Always On Display. Thì thực ra về cơ bản là nó cho phép hiển thị thời gian liên tục. Với những dòng Apple Watch từ Series 4 đổ xuống thì các bạn muốn xem giờ chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần phải đeo vào tay và đưa cổ tay lên như thế này thì nó bắt đầu hiển thị giờ chúng ta xem. Còn với chiếc Apple Watch Series 5 thì lúc nào nó cũng sẽ hiển thị giờ của chúng ta. Và cái điều này thì có ảnh hưởng đến pin không? Thì Apple đã khẳng định luôn trong sự kiện của họ là điều này không ảnh hưởng gì đến pin cả. Bởi vì cái màn hình Always On Display của chiếc Series 5 này thì nó có cái tần số quét chỉ là 1Hz thôi. Và khi chúng ta bật lên thì nó mới trở lại với tần số quét là 60Hz. Thế nên sẽ tiết kiệm pin vô cùng và vẫn đảm bảo đủ chúng ta sử dụng trong vòng 1 ngày. Vì cái sự nâng cấp này thì mình thấy là nó chỉ làm cho cái Apple Watch chúng ta trông giống một cái đồng hồ bình thường. Đồng hồ bạn mua 200-300 nghìn thì cũng Always On Display, bạn lúc nào cũng có thể xem giờ được. Còn với chiếc Series 4 vừa đổ xuống thì các bạn sẽ hơi mất công một tí, các bạn sẽ kiểu phải giơ lên như thế này. Nhưng mà mình thấy cái này thì nó có sự tiện lợi hay không thì cũng có là tùy. Mình thì không quá lười đến mức mà mình kiểu chỉ đơn giản là muốn ngó này đó. Nên là mình sẵn sàng có thể giơ hẳn tay lên như này. Còn với những ai lười kiểu chỉ muốn kiểu nhóm một tí như này thì có thể thấy nâng cấp này đáng giá. Mình thì không thể đáng giá lắm. Một cái sự nâng cấp nữa thì mình không biết là cái này nó có tác dụng gì ở thị trường Việt Nam hay là không. Thì Apple Watch Series 5 có thêm một tính năng nữa là la bàn, giúp các bạn định hình phương hướng. Thật ra thì cái này chắc là khi các bạn đi phượt các thứ thì các bạn mới cần, hoặc là bạn đi rừng các thứ các bạn mới cần. Chứ còn nếu mà ở các thành phố kiểu ở Việt Nam này thôi ấy, thì mình thấy cái này nó không có tác dụng nhiều lắm. Thậm chí mẹ dùng Google Maps tìm đường đôi khi nó còn dẫn thẳng mẹ xuống ruộng cơ. Thế nên là cái này thì nói thật là nếu như chúng ta coi là một cái sự nâng cấp đáng giá tại thị trường Việt Nam thì có lẽ là cũng không hẳn. Có hai sự khác biệt nữa nằm ở phía bên trong, tít bên trong của hai chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là chip, thì Apple Watch Series 5 đã sử dụng một chip là S5, còn Series 4 chỉ dùng S4 thôi. Thì cái sự nâng cấp về chip này thì liệu có làm cho nó nhanh hơn không, có mượt hơn không? Thì bản thân mình thực sự là chưa rõ, bởi vì cá nhân mình trải nghiệm hai cái đồng hồ này mình thấy là nó cũng xem như nhau. Và ngay trong sự kiện thì Apple cũng không hề công bố rằng là con chip này nó mạnh hơn bao nhiêu, nó nhanh hơn bao nhiêu, hay là nó có nhiều tính năng gì hơn, bản thân họ cũng không nói. Thì mình nghĩ là cái sự nâng cấp này có lẽ gọi là cải thiện hơn một chút về cái trải nghiệm người dùng. Rất nhiều anh em đã từng feedback là từ Series 4 đổ đi thì Apple Watch nó rất là mượt rồi. Thế nên là mình nghĩ là cái S5 này chắc nó cũng chả khác biệt gì cả. Thêm một cái nữa là cái dung lượng bộ nhớ ở chiếc Series 5 này là gấp đôi so với cả Series 4. Tức là Series 5 sẽ là 32GB và Series 4 là 16GB. Mình không biết ở nước ngoài như nào nhưng ở Việt Nam thì mình chưa có ý định lưu trữ bất kỳ cái gì kiểu ảnh nóng hay clip nóng của mình lên trên cái đồng hồ của mình cả. Thế nên mình thấy cái sự nâng cấp này nó cũng gọi là ok, có thêm một chút thì cũng được, nhưng mà không có thì cũng không sao.
Và một cái sự khác biệt cuối cùng có lẽ là về đến chất liệu của hai series này. Series 4 thì chúng ta chỉ có lựa chọn là nhôm và thép không gỉ thôi. Tuy nhiên thì series 5 thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn sang chảnh hơn. Ngoài thép không gỉ ra, chúng ta còn có chất liệu là titanium và chất liệu nữa là ceramic, cái thứ chất liệu mà Apple đã khai tử từ khi mà bắt đầu series 4 rồi. Đó, series 5 đã mang quay trở lại. Thì cái đợt mà mình đi Đức thì mình có đi cùng với anh Hiệp, thì bên tinh tế thì anh có mua luôn một con ceramic ở bên đấy, thì mức giá của nó là khoảng 1.400 euro, tức là bên Đức là mức giá như vậy. Thì không biết là Việt Nam quy đổi như nào, thì mình tính ra là nó đắt gần bằng với cái iPhone 11 Pro 512GB mà mình mua có làm clip cho các bạn xem ấy. Đấy, các bạn đủ hiểu mức độ sang chảnh như nào. Nếu như mà mức giá 10 triệu các bạn là không đủ, thì các bạn có thể lựa chọn bản titanium hoặc là bản ceramic. Vậy thì cái sự nâng cấp này có đáng giá hay không? Mình đang tham khảo giá trên Cellphone.net thì chiếc Series 5 bản 44mm có mức giá là khoảng độ gần 14 triệu. Còn 44mm của Series 4 thì khoảng độ hơn 10 triệu thôi. Như vậy là với hơn 3 triệu chúng ta có một thiết bị mới này, có dung lượng nhiều hơn, có Always On Display, có la bàn. Thì nếu như cá nhân mình mà gọi là tiêu tiền hợp lý ấy, thì mình sẽ mua một chiếc Apple Watch Series 4 và đợi cái bản update, ví dụ như là Series 6 chẳng hạn, thì nó có nhiều tính năng hơn thì mình sẽ mua và nâng cấp. Chứ còn với Series 5 như này thì mình cảm thấy là những cái sự nâng cấp này với mình nó chưa thực sự là đủ lắm để mình bỏ ra khoảng 3 triệu để nâng cấp lên. Vậy theo các bạn thì những sự nâng cấp này có đáng để các bạn bỏ tiền để mua hay là không? Thì hãy comment cho mình biết ở phần ngay phía bên dưới nhá. Và một lần nữa cảm ơn Cellphone.net đã cho mình mượn hai sản phẩm này để thực hiện video. Và nếu như các bạn quan tâm những sản phẩm Apple Watch hàng chính hãng, giá ngon, nhiều quà, thì mình sẽ để link ngay phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.